Mình là Thu Hằng và ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau động hộp chiếc nồi chiên hơi nước mới nhất của nhà Kalai, đó chính là Kalai Steam Pro. Mình nghĩ rằng đây là một sự lựa chọn rất phù hợp dành cho những ai yêu thích nấu nướng, mong muốn rằng việc bếp núc của mình sẽ trở nên thảnh thơi hơn khi mà chúng ta chế biến những món thực phẩm như là chiên, nướng hoặc đặc biệt là hấp. Để xem là chiếc nồi này có gì đặc biệt và có ưu điểm gì thì ngay sau đây hãy cùng Hằng theo dõi tới cuối video nhé. Đầu tiên là về thiết kế thì vẻ ngoài của chiếc Kalai Steam Pro này có một thiết kế cực kỳ sang trọng và lạ mắt đó nha. Điểm nhấn chính nằm ở phần bảng điều khiển phía trước kết hợp với lớp vỏ đen bóng mang đến vẻ ngoài ấn tượng cho gian bếp của gia đình. Đối với chiếc nồi chiên hơi nước Kalai Steam Pro thì mọi người cần chú ý tới hai bộ phận chính. Thứ nhất đó chính là phần bảng điều khiển cảm ứng và phía dưới là phần khoang chứa thực phẩm. Nồi có dung tích 15 lít phục vụ cho cả gia đình từ 6 tới 8 người. Điều mà làm Hằng ấn tượng ngay từ cái nhìn đầu tiên của chiếc nồi này đó chính là phần bảng điều khiển đèn LED ở phía trước. Phần đèn LED này có rất nhiều các chế độ nấu ăn khác nhau và được thiết kế cảm ứng nên tạo cho mình cảm giác chiếc nồi trở nên sang trọng hơn và hiện đại hơn nhé. Trên đây có tổng cộng 5 chế độ nấu nướng được tích hợp sẵn như là chiên khoai tây, nướng cánh gà, làm bít tết, nướng pizza, nướng bánh ngọt cùng 4 chế độ chỉnh tay như là chiên không dầu, chiên hấp, hấp, cuộn xương. Còn đây là nút bật đèn khoang lò, cảnh báo thiếu nước và nút nguồn. Với các chế độ chiên hấp thì các bạn có thể tùy chỉnh thời gian, nhiệt độ tùy thích. Khoang lò bên dưới thì được cấu tạo hoàn toàn từ chất liệu inox 304 cao cấp, không phát sinh các chất độc hại trong quá trình hoạt động. Cửa kính trong suốt cho phép mình quan sát thức ăn bên trong dễ dàng hơn, hạn chế tối đa tình trạng cháy xém hay là thức ăn chưa chín không mong muốn. Điểm đặc biệt ở chiếc nồi chiên hơi nước cao cấp Kalai Steam Pro đó chính là nồi ứng dụng kết hợp hai công nghệ, đó là công nghệ chiên không dầu Rapid Air và công nghệ hơi nước sôi nhiệt Steam Active. Thức ăn sẽ được làm chín từ ngoài vào trong chỉ trong một khoảng thời gian ngắn mà không cần trông canh, lật trở, giảm lượng lớn mỡ thừa độc hại, thưởng thức món ngon ẩm trong giòn ngoài hấp dẫn. Trong quá trình nấu nướng thì mình nên chú ý tới phần bình chứa nước ở phía bên dưới đây ha. Đảm bảo là bình luôn có nước để được nấu nướng của chúng ta không bị gián đoạn. Tiếp đến là phụ kiện đi kèm. Khi mua nồi thì bạn sẽ nhận được hai khay dùng để nướng, hấp và một khay hướng dầu. Toàn bộ khay đều được phủ chống dính PFOA, PFOS free an toàn cho sức khỏe. Ngoài ra thì mình có thể tận dụng sức nóng của hơi nước để làm mềm chất bẩn, hỗ trợ cho công đoạn vệ sinh sau nấu được dễ dàng, tiết kiệm thời gian và công sức hơn nữa đó. Quả thật là tuyệt vời đúng không nào? Hằng nghĩ là nếu như ai ở thích nấu nướng mà không có quá nhiều thời gian bếp núc thì đây chắc chắn là một sự lựa chọn vô cùng đáng để đầu tư đó nha. Sản phẩm được miễn phí vận chuyển toàn quốc, bảo hành trong vòng 24 tháng và lỗi 1 đổi 1 trong 7 ngày. Hướng dẫn mua hàng từ video. Các bạn có nhu cầu đặt mua hãy bấm vào link đặt hàng bên dưới video bằng cách sau. Nếu xem trên điện thoại, hãy bấm vào tiêu đề của video. Khi đó màn hình sẽ hiển thị ra thông tin về sản phẩm. Bấm vào link mua hàng như hình, điện thoại của bạn sẽ mở ra website đặt mua. Nếu ở màn hình máy tính thì link sẽ nhìn thấy ngay bên dưới video, các bạn chỉ việc bấm vào link và màn hình sẽ ra trang web công ty để đặt mua.